Sài Gòn ngày nay, rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trong một video tiếp theo của Tuấn Dương chia sẻ về đường phố Sài Gòn. Ngay lúc này Tuấn Dương đang có mặt trên con đường Lưu Hữu Phước, quận 8. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì Tuấn Dương có đi tìm nhà bà con của một người bạn của Tuấn Dương ở bên Mỹ. Sau khi xin được số điện thoại thì Tuấn Dương đã gửi cái thông tin này cho người bạn của Tuấn Dương để liên lạc công việc trong cái chuyến đi mà về Việt Nam lần này. Thì người bạn của Tuấn Dương cũng muốn thăm lại thân nhân, bạn bè, bà con. Cái khu vực phía bên tay phải đó là có một con kênh nhìn rất là đẹp. Bên tay phải này là các cái nơi mà là người ta cho để các cái máy, các con ngựa, trò chơi trẻ con đó. Rồi, mình sẽ quẹo vào con đường Lương Văn Can. Quận 8 thì cũng nhang nhác giống như quận 4, nhưng mà vị trí địa lý thì quận 4 lúc này kết nối với các quận khác được tốt hơn. Đây, chúng ta đã đi ra bến Bình Đông rồi các bạn. Đây, chúng ta sẽ đi qua cây cầu kênh ngang số 2. Khu vực chợ Bình Đông nhìn giờ thấy nó xuống cấp quá các bạn ạ.
tới đây thì đường đã nhỏ mà người ta còn rào chắn lại, nên là chúng ta phải leo lên vỉa hè để đi. Lúc này ở Việt Nam thì gần như là tất cả đã trở lại bình thường rồi các bạn. Cuộc sống trở lại bình thường như xưa. Mọi người đi làm buôn bán. Việt Nam thì cũng bỏ cái việc yêu cầu khách xuất trình cái giấy xét nghiệm COVID trước khi mà nhập cảnh vào Việt Nam rồi. Nhiều nơi cũng không có yêu cầu phải đeo khẩu trang nữa. Bên tay trái mình nhìn thấy là có một số anh đang đo đạc. Có lẽ là trong thời gian tới khu vực bờ kè này có thể sẽ được sửa chữa lại. Đường ở đây thì rất là xấu luôn. Đây mình sẽ quẹo phải vào con đường Nguyễn Văn Của. Rồi, xe đi lại này các bạn nhìn này. Quá trời xe luôn.
Đây, chúng ta đang có mặt trên đường Tùng Thiện Vương. Phía bên tay phải là chợ Xóm Củi. Đây, Tuấn Dương sẽ quẹo phải đi vào đại lộ Võ Văn Kiệt này. Xe gắn máy thì được phép đi thẳng, những cái xe nào quẹo trái thì đang dừng đèn đỏ. Con đường song song với chúng ta ở phía bên kia đó các bạn, thì cơ sở vật chất chưa tốt, không có ngon lành như đại lộ Võ Văn Kiệt này. Đường bên kia vẫn còn mấp mô lắm. Này, trước mặt của ba anh chị là cây cầu Nguyễn Tri Phương. Buổi chiều này đi dọc thành phố các bạn, ngắm người ngắm cảnh, thời tiết thì mát mẻ, đi rất là thích. Còn những các cái lúc chưa nắng thì thôi rồi. Những lúc chưa nắng thì phải nói thú thực với các bạn là đi rất là cực. Giờ thiếu các nhà vệ sinh công cộng, các bạn thỉnh thoảng thấy có người dừng xe máy rồi gửi tình yêu vào đất.
Phía trước mặt của bác anh chị là cây cầu chữ Y. Em chào anh. Dạ, anh liên lạc với chị đi, chị đang ở nhà đấy thưa anh. Em bây giờ em lại chạy về mất rồi. Vâng, anh liên lạc. Rồi ok, anh liên lạc liền đi. Dạ dạ. Vâng, vâng, vâng. Rồi em chào anh. Dạ dạ. Đó, lúc này thì người bạn Tuấn Dương mới liên lạc với Tuấn Dương để xin cái số điện thoại. Rồi, qua đây là cây cầu Nguyễn Văn Cừ. Cầu Nguyễn Văn Cừ thì lúc này làm cũng khá là hiện đại. À, bên tay phải của ba anh chị là quận 4, chung cư Khánh Hội. À, rất nhiều các tòa nhà cao tầng. Ở các thành phố đông dân như Sài Gòn này các bạn, bây giờ quỹ đất không còn nhiều. Giờ người dân muốn sở hữu nhà mặt đất thì giá rất là đắt đỏ, thì có thể mua được chung cư thôi. Mà chung cư cũng mắc. Đây, mình sẽ tạm dừng đây chút xíu.
Đây, cái khúc này là mới được mở rộng này các bạn này. Rất đẹp. Wow, nước ở đây ngay cái khúc khu vực cầu Mống này thì hôi rình luôn, thúi hắc. Nước do nước thải sinh hoạt các bạn ạ. Cái cầu Mống đang được ngăn lại. Ai đi hầm Thủ Thiêm là phía bên tay phải này, lối chui vào hầm. Cầu Mống nằm phía bên tay phải của quý vị. Đây, chúng ta đi qua đây là khúc cầu Khánh Hội này các bạn này. Đây là hầm chui qua cái cây cầu Khánh Hội. Cột cờ Thủ Ngữ phía bên tay phải. Rồi, bên tay phải của ba anh chị là bến Bạch Đằng. Nhìn cũng rất là tình nhá. Hôm nay Tuấn Dương sẽ đi qua cây cầu Thủ Thiêm 2, coi xem là qua đây nó có cái gì. Những người bán hàng rong ở ngay vỉa hè, người ta bán ngay trên lề đường luôn. Công nhận khu này bây giờ tuyệt đẹp luôn các bạn ạ. Đây, mình sẽ qua thử cây cầu Thủ Thiêm 2 xem nào. Lâu lắm rồi chưa đi các bạn ạ. Cũng khánh thành được một thời gian rồi nhưng mà Tuấn Dương vẫn chưa có thời gian để đi qua. Thì ngày hôm nay sẽ đi thử qua cây cầu Thủ Thiêm 2, nối từ quận 1 với quận 2. Cây cầu này thì cấm người đi bộ. Đường khá đẹp nha các bạn. Đây, khá nhiều người đang dừng xe đạp để chụp hình. Rồi dựng cả xe máy luôn.
Wow, đúng là nhìn ở đây thì thôi rồi luôn. Đây mình cũng sẽ tạm dừng ở đây chút xíu. Đây thưa các bạn, mình đang có mặt ở trên cây cầu Thủ Thiêm 2. Và đây là một cái phà đang đi về phía mình. Ở đây thì chúng ta có thể ngắm toàn cảnh thành phố luôn. Các bạn có thể thấy kia là tòa Bitexco 68 tầng. Nhìn rất đẹp nhé, rất tình luôn. Mọi người lên trên này để ngắm mát, hóng mát, nhìn toàn cảnh thành phố luôn, rất đẹp. Đây, như một cái đô thị hiện đại. Còn phía đối diện đó các bạn, bên này này là Landmark 81, đẹp quá trời đẹp luôn. Xin mời các bác anh chị tiếp tục cùng di chuyển. Đây, chúng ta đã sang vùng đất quận 2. Alo. Khoảng 20 phút nữa anh ghé nhé. Rồi, Tuấn Dương sẽ quay xe. Rồi, cây cầu Thủ Thiêm 2. Giao thông ở quận 2 này bây giờ kết nối rất là đẹp. Đây là cái tuyến đường Nguyễn Văn Hưởng. Một số người đạp xe đạp đi tập thể dục, leo lên dốc này cũng khá phê.
Đây các bạn nhìn những cái chiếc cano rẽ sóng lướt đi. Còn đây các bạn nhìn những cái chiếc cano rẽ sóng lướt đi. Còn bên kia là cái khu Landmark 81. Nhìn ở cái góc nhìn này thì thành phố rất là đẹp và hiện đại. Những tòa nhà cao tầng sừng sững bên sông Sài Gòn. Đây, kế những cái chiếc cano hiện đại các bạn nhìn này, cũng có những cái chiếc thuyền đánh cá, những hộ gia đình sinh sống trên những cái con thuyền này. Cảnh nhìn rất là tình nha các bạn. Rồi, bây giờ mời cô bác anh chị cùng đi tiếp. Có khá nhiều người dựng xe để ngắm cái vẻ đẹp của cây cầu. Đây chúng ta sẽ đi xuống. Đây, đi lối này là chúng ta vòng quay lại các bạn. Tuyệt vời, một công trình kiến trúc rất là hiện đại. Đây chúng ta đang đi về phía tượng đài Trần Hưng Đạo. Đây, tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo ở phía trước mặt của các anh chị. Giờ Tuấn Dương sẽ quẹo đi vào đường Hai Bà Trưng.
Lúc này thì phố đã lên đèn các bạn ạ. À, những chiếc xe buýt là đi lấn hết làn của xe khác luôn. Và tới đây Tuấn Dương xin tạm dừng video. Kính chúc quý cô bác anh chị được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Giờ trời cũng tối rồi, quay nó không còn đẹp nữa. Tuấn Dương xin tạm dừng video. Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trong một video tiếp theo của Tuấn Dương chia sẻ về cuộc sống Sài Gòn. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tuấn Dương sẽ tới phòng trọ của em Thắng khiếm thị. Hôm trước thì có ông bà Khâu Lưu có gửi tặng em Thắng 1.000 đô để mua cái cây đàn, đồng thời là giúp em một cái số vốn. Thì Tuấn Dương cũng đã mua cái cây đàn tặng cho em và còn dư một ít tiền. Thì hôm nay cũng có hai mạnh thường quân nữa gửi tiền giúp em, thì Tuấn Dương sẽ tới gặp để trao cho em Thắng cái số tiền này giúp em làm vốn để buôn bán. Wow, trời ơi, lúc này Sài Gòn kẹt xe cứng ngắc luôn các bạn ạ. Đi lại và di chuyển rất là khó. Khó là cái ông xe buýt kia đi vào cái làn của xe gắn máy các bạn ạ. Rồi, này chắc phải leo lề mà đi thôi. Xe buýt lại đi vào cái làn xe gắn máy. Khiến cho chúng ta không còn lối để mà di chuyển nữa.
đi lại ở Việt Nam giờ cao điểm như là một cực hình. Tất cả các cái giác quan thì phải tập trung để nhìn trước nhìn sau, lách bên phải lượn bên trái, rồi lắng nghe phán đoán để di chuyển sao cho nó không có vướng vào những các cái phương tiện khác. Bên tay trái của cô bác là nhà thờ Tân Định. Đây, chúng ta sẽ đi qua cây cầu Kiệu.
Đây đang là đường Phan Đình Phùng các bạn. Rồi bên tay trái là chợ Phú Nhuận. Hướng này là chúng ta đi về ngã tư Phú Nhuận. Tới đây thì Tuấn Dương cũng xin tạm dừng video. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã quan tâm theo dõi. Hãy đừng quên bấm nút like và đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để theo dõi những clip mới của Tuấn Dương. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.